Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh máy khoan pin cũ nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay máy khoan hàng rời để cho mọi người xem và lựa mua. Thì mọi người xem video ủng hộ mình một like nha mọi người, like video ủng hộ giúp mình. Và mọi người ai có nhu cầu mua hàng gì thì điện thoại trực tiếp số điện thoại bán hàng giúp mình nhé. Số 0854901685, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đầu tiên là mình lên cây khoan bê tông bốt 24V, khoan bê tông bốt 24V. Đây nha mọi người, bốt 24V con này thì cũng bị mắc cái nút chuyển chế độ búa và không búa rồi. Đó, đây. Con này thì này, quả binh nè. Quả binh rồi thì mình thấy người ta cũng chế dắt để người ta cắm ắc quy hay sao. Chế dắt người ta cắm ắc quy hay sao. Đây, 24V nha. Dương dưới âm trình thử có chân binh mà biết chân âm dương là mình cố gắng mình thử cho mọi người nhé, cố gắng thử xem cái nào nó có chạy không, còn không biết chân âm dương và là không có chân binh thì thôi, tại vì mình bán đồ nguyên zin mà. Còn binh không này. Chưa thấy chạy nha mọi người đấy. Nó đang ở chế độ búa luôn này, đang ở chế độ khó búa luôn nhé. 24V mà mình đang thử bằng quả pin 18V nha mọi người, mình đang test quả pin 18V. Pin. Ok. Cái này nó có chỉnh cái này nè. Cái này là chỉnh chỉnh độ sâu trong của cỏ. Người nghe tiếng búa không? Tiếng búa của nó đấy. Rồi, người về chế cái nút đảo chiều nha. Mắc cái nút đảo chiều. Ok, đây. Hai mươi bốn V nha mọi người, khoan bê tông 24V. Số 1 của bốt nha mọi người, bốt 24V. Số 1, con này à, 550.000. Số 1, 550.000 nha. Số 2, tiếp tục một con bê tông nữa. Đây là con bê tông Nationan. Bê tông Nationan 24V nha. Đây này, mã của nó là EZ681 mấy đây. 6811. Này, con này này, đầu bi rồi nó vẫn có đấy nha mọi người. Nó chỉ có là không có cái chụp xu chỗ này nhá, không có cái chụp xu nhá. Ok. Cạc cái chốc mở để mình tìm nó cái cài mình bái này. Okay. Đây nha mọi người. Nationan nhá. 24V Nationan. Đó. Âm dưới dương trên. Thử bằng quả pin 18V nó không đủ lực để chạy rồi. Chưa chạy nha mọi người, chưa chạy.
Đấy. Chưa chạy nhá. Đây. Natio 5. Tại vì thấy nó như thử quả pin 18V mà thấy nó nhất nhất thì con này như lực nó mạnh hơn cái con vừa rồi thì sao? Nó kéo không nổi. Mọi người về có ắc quy hay là pin 24V test thử cho mình nha. Con này hiện tại chưa chạy nè. AZ6811 24V này. Đó. Ok. Con này là con số 2. Số 2 này với cái vỏ pin 500 nha mọi người. 500. Số 2 500. Đó. Búa với lại không búa này, búa với khoan. Con này hình như mình nhớ không biết là mình nhớ không biết có rõ nhưng mình nhớ hình như con này búa hơi rất là êm nhé. Nhớ nhớ vậy thôi. Này, tiếp theo có mấy cục sạc, quay mấy cục sạc cho mọi người trước luôn nhé. Đây là cục sạc Hitachi từ 7V2 đến 18V này. 7V2 đến 18V. Đấy. Sạc này thì về mọi người cứ test lại thử nha, tại vì nó không có dây nên mình chưa test được. Mọi người về cứ nấu dây mới test được. Nếu ai dùng sạc zin thì dùng sạc zin, còn không thì dùng vỏ để chế cục sạc adapter vào thì tùy nhé. Cho nó nhìn cho nó zin nó đẹp. Số 3. Số 3, cục này 40.000. Số 3 40.000. Số 4 sạc Hitachi. Sạc Hitachi từ 7V2 đến 12V. Hitachi từ 7V2 đến 12V nhé. Số 4 40.000. Số 4 40.000. Số 5 sạc Hitachi từ 7V2 đến 12V. 7V2 đến 12V. Số 5 40.000. Số 5 40.000. Cục sạc xích 12V nhé. Sạc xích 12V. Hơi bị bể chỗ này tí. Sạc xích 12V nhé. Con này số 6 40.000. Số 6 40.000. Cục sạc Natio 9V6. 9V6 nếu mọi người chế để sạc 12V thì vẫn được nha mọi người. Chế để sạc 12V thì vẫn được. Chế cục adapter vào đây thì cục sạc kiểu adapter vào đây. Bỏ cái mạch trong này đi, chế cục sạc adapter Trung Quốc vào đây thì vẫn được bình thường nha mọi người. Cái đầu này vẫn vừa nha. Con này là con số số mấy này? Số 7. Số 7 30.000. Số 7 30.000. Số 8. Số 8 là cục sạc Makita. Makita 9V6. Cục sạc Makita 9V6 nha. Cục này thì gọn tanh. Sạc Makita 9V6 khi mọi người chế lại thì chân 12V hay chân 9V6 này nhắc vừa nha mọi người. Con này số 8 30.000. Số 8 30.000. Số 9 là sạc Makita từ 7V2 đến 9V6. Đấy, 7V2 đến 9V6 nha. Về nếu mọi người bỏ đi, mọi người lấy cái mạch, mọi người chế mạch của cục sạc adapter 12V á, mọi người chế vào đây thì vẫn được nhé. Khai này vẫn vừa cho 10 pin 12V nha mọi người. Số 9 30.000. Số 10 không biết cái này cái gì đây. Không biết chỉnh cái gì đây, mọi người chuyên ngành mọi người biết cái gì nha.
đây này, có chỗ này này, HX Mandos HX 900X đây này, dò cái gì đây, đây on off của nó đây này, cái đầu của nó đầu này, đầu 5 chân nữa đây. Ok, ai biết cái gì thì mua nhé, về tiện đây thì quay mình bán luôn. Này số 10 40.000, số 10 40.000. Số 11 là cục sạc xích 9V6 nha mọi người, sạc xích 9V6. Đấy, sạc xích 9V6. Số 11 30.000. Số 11 30.000. Sạc Hexia 12V. Hexia 12V nha mọi người. Đấy. Sạc Hexia 12V. Số 12. 12 30.000. Cái chân này không biết để mình thử xem mình có nhắc được cục pin Nati không nhá. Nếu anh em cần chế mà để bỏ cục pin Nati thì chắc có khi thử xem. Thấy vừa đấy mọi người ạ. Này, cái chân này nhắc vừa cục pin Nati ấy mọi người. Này. Đấy, ai thích chế sạc cho Nati thì hình như cục này vẫn được nhé. Này. Đó. 12 30.000. Tiếp 13 cục sạc ấy kia. 12V đấy nữa. Đấy nhá. Số 13 30.000. Cục sạc Nati 9V6. Sạc Nati 9V6 nha mọi người. Đấy. Sạc Nati 9V6. Số này số 14. 14 30.000. Số 15 tiếp tục cục sạc Nationan 9V6. Này. 15 Nationan 9V6. Năm 30.000. Đây. Đây là mấy cục sạc là Nationan 7V2 nha mọi người. Nationan 7V2. Đấy, 5 cục sạc Nationan 7V2 với một cục sạc Ryobi 7V2 luôn này. Đấy, dành đấy, dành cho những quả pin của những con máy này đây nha mọi người. Đấy, 6 cục này. 6 cục này thì mình để số 16 luôn nhé. 16 6 cục 16 16 16 16 16 50.000 nha mọi người. 6 cục này 50.000. Ok. Tiếp theo là con Makita. Makita 12V, khoang Makita 12V nha mọi người. Khoang Makita 12V. Để mình cắm vỏ pin 12V nè. Khoang Makita 12V nha.
Đang này chế độ chậm này, chế độ nhanh này. Đùa tóc thắng ok. Ồ, vừa có thắng mà. Cò nó hơi bị bẩn bẩn tí, về người vệ sinh đi nhá. Đùa tóc thắng ok, đảo chiều. Đấy. Cò nó hơi bẩn nha mọi người. Nó kém tiếp xúc một tí đó là ok. Đó không? Ok nhá, về ngồi vệ sinh cái cò đi. Khoang Makita 12V. Đấy. Con này là con số 17. 17. Con này 280.000. 17 280.000. Đây một con máy khoang 18V. Máy khoang 18V. Đây. Con này của Nhật nha mọi người, hãng của Nhật nhưng mà sản xuất nhà máy Trung Quốc xuất về Nhật nha, xuất về Nhật. 18V pin li-ông luôn nha mọi người, xài pin li-ông luôn, 18V pin li-ông luôn. Nhưng quả pin này giờ không thấy chạy rồi, để mình kẹp thử xem. Dương âm. Dương dưới âm trên, đúng rồi. Điều tóc thắng ok, đảo chiều ok. Đấy. Ok. Đèn sáng chói luôn. Đấy. Máy sóng chạy ok nha mọi người. Đó. Con này là con số 10 mấy rồi nhỉ? 17, 18. Số 18. 450.000. 18 450.000 nha. Số 19. Số 19 là con máy khoang Nationan. Máy khoang Nationan 7V2 nha mọi người. 7V2. 7V2 thì chân nó ngắn này, chứ còn 9V6 thì chân nó sâu phía trong là không tách được đâu. 7/2 chân nó thấp ở dưới này này, thấy không? Đấy, chân nó cạn. Rồi, chưa thấy chạy. Cạc cứng rồi mọi người. Này, cắp trượt thì vẫn còn xoay được nhưng mà đầu thì bị cạc cứng rồi, về mọi người mở ra vệ sinh kiểm tra nhé. Đầu auto lock 10 ly nha mọi người. Đầu auto lock 10 ly. Đấy. Con này con số 19. 19. Con này 101. 19 101. Số 20. 20 là một con máy khoan Nationan 9V6 này. Con này chân sau nó dài với trong này mọi người, nó dài như thế này. Mình kẹp ở trong này, mình kẹp cái kẹp nó không tới được nha. Về mọi người mở ra tự kiểm tra giúp mình nha. Ok. Đào auto lock 10 ly nha mọi người. Đấy. Đào auto lock 10 ly nha. Con này số 20. 20 130.000. 20 130.000. Số 21. 21 là một con máy khoan Makita. Máy khoang Makita 12V nhé, máy khoang Makita 12V. Con này nhìn có vẻ cũ cũ thôi, nhìn thấy không? Ngoài hình thì ok này, chẳng qua là nó bị dính sơn thạch cao á, nhìn nó có vẻ khá là bẩn. Chứ còn cái độ xước sát của nó thì mình thấy nó cũng không nhiều lắm nha mọi người. Cà cò, hàng chi mới chích luôn đã chạy rồi. Nó bẩn, bị bẩn nè.
bì tóc ok, trái phải ok nha mọi người. Đấy, còn nó bẩn thì khó có thắng lắm, mọi người mở ra vệ sinh đi nhé. Hiện tại thì chưa thắng nha mọi người. Đó, bỏ bi mắc bệnh nút này. Con này con số 21, con này 240.000, 21 240.000. Số 22 là con bu lông 14/4 Makita nhé. Makita bị tróc tem rồi. Bu lông 14/4 Makita đầu 1/2 nhé. Con này thì nó bị cạc cứng rồi, giờ mình có test nó cũng không có chạy. Nên là về mọi người mở ra tự kiểm tra nhé. Đấy. Con này là số 22. Riêng cái đầu 1/2, đầu búa 1/2 này. Cái đầu này không gì mọi người. Lâu ngày thì hoang hoang như thế này thì về mọi người đánh ra là ok. Riêng cái đầu búa này không, riêng cái đầu búa không mua trên mạng là nó cũng đã gần cỡ 100.000 nữa nha mọi người. Con này con số 22 190.000. Chưa nói tới cò motor rồi con này nữa. Ok, 22 190.000. Số 23 là con máy khoan Makita. Máy khoan Makita 12V. Đấy. Điều tóc thắng ok. Bảo chiều ok. Nó hơi ào ào một tí, về mọi người mở ra vệ sinh tay dầu mở thêm vào nhé. Ok. Này. Con này là con số 23. 23. Con này 220.000. 23 220.000. Số 24. 24 là một con máy Toshiba, khoan Toshiba con này 7V2 nha mọi người, khoan Toshiba 7V2, đạo không cạc nhé. Ok, bên trong về mọi người tự test. Số 24, con này 130.000, 24 130.000. Số 25 là con máy khoan Hitachi Kuki. Đó, máy khoan Hitachi. Con này bị mắc cái nắp cò nhé. Mắc cái nắp thôi nha mọi người. Cái cò thì vẫn còn, mắc cái nắp thì về người chế cái nút vào đây thôi. Không ảnh hưởng gì máy nha. Điều tóc ok, thắng ok. Máy chạy một chiều nhé, lúc đảo chiều lỏng. Con này con số 25, con này 180.000, 25 180.000, 12V nha mọi người. Số 26 là con máy khoan Nationan, máy khoan Nationan 9V6, đầu autolock 10 ly. Đấy, chân pin sau thì không có kẹp, con này thì về mọi người tự test được rồi. Đấy, số 26 130.000, 26 130.000 nha. Tiếp theo máy khoan Hitachi 7V2. Khoan Hitachi 7V2. Số 27. Con này bên trong về mọi người cũng tự test nha. 27 120.000.
27-120 khoan Hitachi 7.2 bên trong nha. Là khoan Makita 9.6, khoan Makita 9.6 nha. Đấy, có vỏ bình này. Ok, số 28 80.000, 28 80.000. Là cây máy khoan Hitachi 9.6, máy khoan Hitachi 9.6 nha. Nó bị cạc vào này, đào nó xoay nó cứng ngắc đó. Motor thì có chạy, về mọi người mở ra test kiểm tra thêm nhé. Đó. Đó, con này là con số 29, con này 120.000 đi, 29 120.000. Số 30 là con máy khoan xích 9.6, khoan xích 9.6 nha. Nhanh chậm ok, thắng ok. Đấy, nhanh chậm ok, thắng ok, chạy một chiều nha. Con này số 30, con này 130.000, 130.000. Là con khoan Hitachi, khoan Hitachi 4.8, con này cái vỏ bình nó bị cứng này, về mọi người mở ra lấy ra rồi test nha. Con này số 31, 60.000. À, con này 4.8 50.000 nha mọi người, 4.8 50.000, về đóng lên thành 12V nha. Tiếp theo con này cũng y vậy, Hitachi 4.8 nha. Đó, con này số 32, 50.000, 32 50.000. Khoan Ryobi 7.2, khoan Ryobi 7.2 nha mọi người. Đấy, con này số 33, 33, con này 50.000, 33 50.000. Khoan Nationan 7.2, con nó tiêu 5.7/2, con này không có vỏ bin này, đầu nó bị bát rồi. Số 34, con này 30.000, 34 30.000. Đây, khoan Natio 5.7/2, khoan Natio 5.7/2 nha mọi người. 35, 60.000, 35, 60.000. Một con khoan 7.2. Đấy, mắc tem rồi. Khoan 7.2 mắc tem rồi nha mọi người. Con này là số 36, 36, con này 50.000, 36 50.000 nha. Số 37, con khoan này 7.2. Khoan 7.2 của cái hãng Top Main này đây. Không có vỏ bình nha, không có vỏ bình, về mọi người tự đóng vỏ bình vào đây luôn.
Con này số 37. 37, con này 40.000. Đấy. Con Toshiba 7V2. Đấy. Toshiba này mình không nhớ chân âm nhưng dương khẩu test luôn. À, 38. Số 38. 40.000. 38 40.000. Khoan xích 7V2, xích 7V2. Để thử xem. Rồi, không chạy. Xích 7V2 không chạy, không vỏ pin nhé. Bao mấy rồi? 39. Số 39. 39. Con này 40.000 luôn. 39 40.000. 40. Con này giống Hitachi này. Chạy em vào. Trái phải ok nha. 40. Bút hết mực nữa mới đào chứ. 40 nha mọi người. 40. Con này 9V6 nha mọi người. 50.000. Chạy lớn luôn. 50.000. Motor còn chạy. Motor 9V6 như motor 12V nha mọi người. Máy Black Decker 7V2. Đấy, con này kẹt đào tay lắm. Thôi, con như chưa chạy luôn. Con này số 41. 41. Con này 50.000. Không có vỏ pin nha. Là con cưa kiếm Hilti. Cưa kiếm Hilti 36V nha. Cưa kiếm Hilti 36V. Ngoại hình của nó đây. Đấy, cái đầu su thì nó bị tróc như thế này. Ok. Bán về cho mọi người kiểm tra vệ sinh sửa chữa. Lấy phụ tùng gì tùy mọi người nhé. Con này con số 42. 42. Con này 150.000. 42 150.000. Đấy. 43. Con này cũng lấy phụ tùng luôn. Đây. Su tróc và mắc cử. Bể cái nút chỉnh tốc độ 36V luôn nha mọi người. 36V luôn. Con này số 43. Đấy, 140.000. 140.000 về lái phụ tùng đồ nha mọi người. Đây. Tiếp theo Hilti máy. Mấy cái máy đo đạc gì đây. Đấy, cho mọi người xem này. Đó. Mã của nó là PRA 30 của Hilti 3V. 3V này chạy 2 viên pin tiểu nha mọi người, 2 viên pin tiểu. Về mọi người tự tìm hiểu nhé. Cái này mình không chuyên nên mình thanh lý luôn. Đấy. Ok. Này. Chỗ này để mọi người nhát 2 viên pin tiểu vào này, thấy không? Đo đạc cái gì đây? Về mọi người search cái mã mọi người tìm hiểu nhé. Mình bán luôn lần 5 con này. Số này là số 44. 44. 5 con này 150.000. 44. 150.000 nha mọi người. Rồi. Video của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì điện thoại trực tiếp số điện thoại bán hàng giúp mình số 0854901685, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.